Xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến với Coco Channel. Và hôm nay thì mình sẽ đánh giá món đồ chơi mới nhất của mình, đó chính là chiếc túi bình xăng Pro Micro của SW Motec. Và hãy cùng mình tìm hiểu được xem đó là liệu chiếc túi này có xứng đáng với giá thành lên đến hơn 3 triệu đồng hay không nhé. Chính của chúng ta, chiếc túi SW Motec Pro Micro. Đấy. Trước khi đi sâu vào cái túi này thì chúng ta đi qua một cái khái niệm về cơ bản. Đó, hiện tại trên thị trường về túi bình xăng thì chúng ta có 3 loại. Loại đầu tiên chính là túi bình xăng được hít 5 châm, tức là bên dưới cái nắp này, bên dưới cái túi này nó sẽ có 5 châm và nó sẽ hít thẳng vào bình xăng của chúng ta. Nhưng mà một số xe của anh em của chúng ta thì sẽ có cái vỏ bình xăng được bọc nhựa lại ha, thì chúng ta sẽ không hít được mà chúng ta sẽ dùng dây để chúng ta gắn vào. À, thì đó sẽ là hai loại chính, và sau đó chúng ta có một loại cuối cùng, loại thứ ba thì có thường hay được gọi đó chính là tăng lock. Tức là khái niệm này đến từ Givi. Givi đặt tên sản phẩm của họ là tăng lock. Về cơ bản tăng lock là loại túi mà bên dưới sẽ có một cái ngàm như thế này. À, mọi người ha. Và chúng ta sẽ có thêm một cái ngàm nữa được gắn ở trên cái nắp bình xăng. Và khi chúng ta gắn ở trên nắp bình xăng thì chúng ta sẽ khớp hai cái ngàm này lại với nhau và nó sẽ dính cực kỳ gọi là chắc ở trên xe của chúng ta. Thì cái lợi thế của tăng lock là gì? Đó là những xe bình xăng nhựa hay là bình xăng được ốp nhựa ha, hay là bình xăng kim loại đều có thể sử dụng được và nó rất là tiện. Một trong những ưu điểm đầu tiên của sản phẩm này chính là chiếc ngàm Pro Tank sử dụng 500 và nó có một cái lực hít cực kỳ mạnh và cực kỳ tiện khi mà chúng ta sử dụng. Thì đối với loại ngàm này của SW Motec thì có một điều cực kỳ hay, đó chính là ở trên ngàm ở phía trên túi và ngàm trên bình xăng đều có 500. Và khi mà chúng ta đưa cái túi này chúng ta lại gần cái ngàm thì ngay lập tức sẽ tự hít lại với nhau và hít cực kỳ chắc chắn luôn và không thể nào mà lấy ra được. Và nó rất là dễ dàng. Nó rất là điều này nó cực kỳ cải tiến so với sản phẩm tăng lock của Givi mà mình đã từng sử dụng ha. Tại vì cái thao tác mà khi chúng ta để vào bình xăng thì nó sẽ không được tiện lợi như vậy. Còn khi mà chúng ta đã lắp bình xăng cái túi này lên trên bình xăng rồi thì việc chúng ta đó là lấy ra thì thao tác cực kỳ đơn giản, đó là chúng ta sẽ có một cái sợi dây đỏ như thế này và chúng ta chỉ cần kéo nó. Mọi người nghe ha, có cái tiếng âm thanh. Chúng ta chỉ cần kéo như vậy là chúng ta có thể lấy được cái túi ra cực kỳ dễ dàng sử dụng luôn. Rồi, mà một trong những đặc điểm mà quan trọng nhất mà khiến cho mình phải chuyển đổi từ Givi sang SW Motec, tại vì hồi xưa thì mình dùng thăng lock của Givi nha mọi người. Mình từng dùng thăng lock của Givi đó là 4 lít này, mình dùng thăng lock 15 lít. Thì đều là những loại thăng lock khá là tốt của Givi. Tuy nhiên có một điều mà trên cái chiếc xe CB650R của mình á mà không thể sử dụng được, đó là cái túi thăng lock của Givi nó bị cắn cái ổ khóa của mình và mình không thể nào vặn ổ khóa hay là mình lấy ổ chìa khóa ra được. Mình bắt buộc phải lấy cái thăng lock ra trước rồi mình mới có thể vặn chìa khóa hoặc là rút chìa khóa ra. Thì cái túi SW Motec này có một điều đặc biệt, đó là cái bộ ngàm này mọi người ha, nó không cố định mà thực ra thì nó có thể di chuyển được. Nó hoàn toàn có thể di chuyển được và hiện tại bây giờ mình đã đẩy nó lên trên cao và nó rất là sát. Và khi nó sát như thế này á thì khi mình lắp trên chiếc CB650 của mình á thì nó hoàn toàn không cắn chìa khóa. Mình có thể hoàn toàn thao tác với chìa khóa rất là dễ và có thể rút chìa khóa ra mà không cần phải gỡ cái túi bình xăng này ra. Thì đây là một đặc điểm mà cực kỳ tốt từ SW Motec và cũng là lý do cực kỳ quan trọng mà khiến cho mình là phải chuyển đổi từ Givi sang SW Motec là vậy. Ưu điểm thứ hai của sản phẩm này đó chính là hoàn thiện cực kỳ tốt. Mọi người có thể nhìn thấy đó là đường may này, mũi chỉ này, khóa kéo này, cho là trải nghiệm cực kỳ tốt. Và khi mọi người mở ra phía bên trong, mọi người sẽ thấy ha, toàn bộ đường chỉ may cực kỳ đẹp luôn. Và chúng ta sẽ có những cái khóa kéo mà rất là nhẹ, rất là mượt và rất là chắc. Và một điều chúng ta sẽ thấy ở phía bên trong thì chúng ta cũng sẽ thấy được đó là đó, mọi người nhìn thấy phía bên trong ha, toàn bộ những đường chỉ hay là những con ốc nó rất là đẹp và nó được nhuộm đen ha. Điều này cực kỳ gọi là mình thấy nó rất là khác so với những sản phẩm hồi trước mình đã từng sử dụng. Và ngoài ra đó, cái form mọi người sẽ để ý nha, cái form của cái túi này cực kỳ đẹp luôn này. Cái form này rất là đẹp, khi mà chúng ta cầm vào chúng ta sẽ thấy ha, mặc dù bên trong hiện tại không có đồ nhưng mà cái form nó như là một chiếc túi cứng rất là đẹp luôn. Rồi mọi người sẽ thấy ha, toàn bộ phía đằng sau chúng ta cũng sẽ thấy đây, sẽ có thêm một cái lớp
nó làm giống như là da rắn với mọi người ha, và nó rất là đẹp và mang được cái trải nghiệm cực kỳ tốt. Rồi, ưu điểm thứ ba của sản phẩm này đó chính là dung tích. Thì sản phẩm này có dung tích đó là 3 lít, tuy nhiên chúng ta có thể mở rộng nó lên thành đó là 5 lít, rất là phù hợp khi mà chúng ta đi phố hoặc là chúng ta đi tour nhưng mà chúng ta không muốn bỏ quá nhiều trang thiết bị vào trong cái túi này. Chúng ta sẽ để ý ha, ở đây chúng ta sẽ có được nó là một cái chìa khóa để chúng ta có thể mở rộng ra. Nhưng mà giống như mình đã chia sẻ, một điều mình rất thích từ SW Motec đó là họ hoàn thiện những chi tiết cực kỳ là tỉ mỉ luôn. Giống như cái khóa này họ có một cái sợi dây để họ có thể thu gọn nó lại để không phải là nó kêu lúc lắc các mọi người. Rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ mở rộng chiếc túi này ra. Và khi chúng ta kéo khóa, chúng ta mở rộng chiếc túi này. Ôi. Rồi. Nó vừa bị cắn cái gì đó mọi người ha. Rồi, khi chúng ta mở rộng chiếc túi này ha, giống như hiện tại chúng ta đang thấy, thì chúng ta sẽ kéo nó lên và chúng ta sẽ có được dung tích đó là 5 lít và chúng ta sẽ bỏ được rất là nhiều đồ trong này. Rồi, đó. Tuy nhiên đó là mình thì mình lại thích nó nằm ở cái dung tích là 3 lít hơn. Thực sự đó là một lý do mình chọn, tại vì mình muốn cái thăng lóc của mình nó được nhỏ gọn nhất có thể các mọi người. Trước đây thì mình dùng chiếc thăng lóc là 15 lít. Trong quá trình mình đi tour thì mình có quay vlog lại. Thì nếu như mọi người chưa xem thì chúng ta có thể xem vào những cái vlog trước đấy của mình. Khi mình quay là mình đi tour thì khi mà mình sử dụng mà có sử dụng cái thăng lóc á thì nó sẽ bị choáng cái màn hình. Cho nên đó là lý do tại vì sao mà mình bắt buộc mình muốn chuyển lại là cái loại nhỏ hơn. Với lại hồi xưa thì trong thăng lóc của mình thì mình hay để máy ảnh. Mình để nguyên một combo máy ảnh trong đấy luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình không để trong máy ảnh nữa mà mình chuyển lui sử dụng ở phía thùng phía sau. Thì bây giờ chiếc thăng lóc này mình sử dụng nó để làm gì? Thì mình có thể sử dụng chiếc thăng lóc này, cái thứ nhất đó là mình có thể bỏ vào trong đấy là một cái bộ thun của mình. Giả sử mình hay bỏ vào trong này là một bộ thun Veratech Plus của mình, và mình có thêm một chiếc Leatherman ha, mình có thể để vào trong này một chiếc Leatherman. Mình cũng có thể bỏ trong này một chiếc điện thoại, mọi người hình dung ha, một chiếc điện thoại. Rồi, và một cái quan trọng nữa là mình thường khi mình đi tour thì mình hay để vào trong này đó là một cục sạc pin dự phòng, và mình có để luôn đó là cái dock sạc của pin GoPro. Khi mình quay và mình bị hết pin thì mình sẽ để luôn vào phía trong này, và sau đó mình sẽ cắm pin và mình để cho nó sạc. Và khi mình sạc đầy đủ rồi á thì mình sẽ lấy ra và mình sẽ tiếp tục có pin GoPro để mình sử dụng tiếp. Còn một cái quan trọng nữa là mình cũng có một số món mình có thể bỏ vào nữa, là giả sử như là mình có, nếu như các bạn có xài bóp ví. Mình thì mình xài ví khá là nhỏ, chiếc Sen 4, cho nên đó là chiếc ví này có thể đem bỏ vào trong cái túi này ha, đóng khóa lại cực kỳ tiện, để ở đây luôn. Cấp. Tuy nhiên nếu như những bạn nào mà xài ví lớn hơn mình thì có thể ném thẳng vào trong này luôn, tại vì trong này vẫn còn chỗ. Thực ra thì ở đây nó vẫn còn chỗ để chúng ta có thể bỏ thêm đó là mắt kiến. Tuy nhiên thì mắt kiến thì có thể nó sẽ bị chảy xước, thì chúng ta có túi thì nó sẽ tốt hơn. Chúng ta bỏ ra. Rồi, vậy thì chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thì đây là một điều cực kỳ, đối với mình thì nó sẽ đủ hết toàn bộ những cái thiết bị mình cần khi mà mình đi tour. Thực ra thì mình có thể bỏ thêm đây là cái gậy vlog nữa, thì đó là một điều rất là tốt. Một điều mà mọi cũng giới thiệu với mọi người đó là trên cái phần nắp của chiếc túi này thì đây chính là một cái hệ thống gọi là module kết nối của SW Motec. Thì SW Motec còn bán thêm một cái gọi là một cái túi chống nước đựng điện thoại, và chúng ta sẽ lòn dây vào trong này ha, lòn dây vào trong này và để cái điện thoại ở trên này. Thì đó lý do tại vì sao mà họ có thiết kế cái này. Tuy nhiên đối với mình thì mình lại thấy có một điều cực kỳ hay, đó là đối với mình khi mình đi tour thì mình hay sử dụng cái GoPro mà mình hay sử dụng với cái remote này. Thì có một cái vấn đề đó là lần trước khi mình sử dụng cái thăng lóc cũ á, thì mình để cái remote này ở phía bên trong cái chỗ để điện thoại mọi người, thì ở trong đó rất là bí, nó rất là bí và đi đường dài thì nó rất là nóng. Cho nên đó là bữa đó cái remote của mình nó cực kỳ nóng luôn, nó không được làm mát, cho mình rất là sợ sau đấy mình lấy ra mình cột lại trên ki đông. Nhưng mà trên ki đông của mình cột hơi chật chỗ, thì mình đã phát hiện ra được một cách, đó là đối với chiếc remote này mình có thể sử dụng cái module kết nối này. Mọi người hình dung ha, mình có thể sử dụng cái module kết nối này. Đây, giống như mình đang làm. Đó, mình sẽ kết nối và mình sẽ cột chiếc remote mình ở trên này. Thì ưu điểm của cái này đó là gì? Sau khi mình cột xong rồi ha, mình sẽ thắt sợi dây lại. Thì ưu điểm đó là khi mình sử dụng cái remote này thì mình sẽ thấy được đó là cái GoPro của mình có đang hoạt động tốt hay không, đang quay ở đúng chế độ hay không, hoặc là mình muốn chuyển chế độ nhanh ở trên chiếc GoPro mình thì mình có thể sử dụng và mình có thể tắt như này. Và khi nó nằm ở bên ngoài như thế này thì gió sẽ thổi và nó sẽ làm mát được cái điều khiển của mình và không bị nóng. Thì đây là một điều mà mình cực kỳ thích và mình đã kết hợp được cho chiếc túi này cùng với lại những vật dụng mình hay sử dụng khi đi trong phố cũng như là khi đi tour. Rồi, vậy thì đó chính là ba ưu điểm của sản phẩm. Vậy ưu điểm thứ tư của sản phẩm này đó chính là gì? Đó chính là chiếc túi chiếc áo mưa mọi người ha. Đó, chiếc áo mưa của cái túi này.
Thì có nghĩa là những cái túi này nó không có chống nước, bản thân nó không có chống nước nha mọi người, nó chỉ chống nước nhẹ thôi, chứ còn đi mưa lớn ngay lập tức nó sẽ ướt nha mọi người. Thì hầu như là những sản phẩm túi bình xăng nào thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái túi áo mưa. Nhưng mà cái túi áo mưa này là một trong những túi áo mưa mà mình thấy đặc biệt nhất mà mình đã từng sử dụng và mình thấy nó cực kỳ hay. Tại sao mình lại nói là như vậy? Thì giống như mình có chia sẻ, chiếc túi này có hai dung tích là dung tích 3 lít và dung tích 5 lít. Khi mình ta mở rộng ra thì chiếc áo mưa này cũng vậy luôn. Mọi người hình dung ha. Thì mọi người nhìn thấy này, khi mà chiếc áo mưa này nó có một cái nấc ở bên dưới nữa. Mọi người nhìn thấy nó có hai nấc này. Nó có hai nấc, có hai sợi dây này. Đó, thì khi mà mình chưa mở rộng cái túi này, tức là túi mình ở 3 lít, thì mình sẽ giấu cái này vào trong. Giấu hết toàn bộ nó vào trong. Và khi mình giấu hết toàn bộ vào trong rồi thì nó sẽ phù hợp với một cái túi có dung tích đó là 3 lít. Đó, giống như mình đang úp lại như thế này. Và nó sẽ thắt lại rất là chặt, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, nhưng mà nếu như mà cái túi của mình mà mở rộng đến tới 5 lít rồi thì sao? Thì bây giờ thì mình sẽ không sử dụng cái dây kéo này nữa, mà mình sẽ lấy cái này ra và mình sẽ sử dụng cái dây kéo phía bên dưới. Và khi mình lòn cái dây kéo phía bên dưới như vậy thì mọi người sẽ thấy nha, mọi người sẽ thấy này, cái túi của mình, do bây giờ mình không mở rộng nên mọi người chúng ta sẽ hình dung là khi mà nó mở như thế này thì nó sẽ gọi là cover, tức là nó bao phủ đủ luôn cái dung tích 5 lít và nó cực kỳ đẹp và cực kỳ chắc chắn mọi người. Đây là một điều cực kỳ đặc biệt mình chưa bao giờ thấy ở những sản phẩm khác mà mình đã sử dụng. Mình cũng đã từng sử dụng đó, sản phẩm là túi 11 lít và khi mà mở rộng thì nó sẽ lên tới 15 lít, nhưng mà chiếc áo mưa của nó thì cũng sẽ là chỉ là một size duy nhất thôi và sẽ không có được cái khả năng làm như thế này. Thì đó, nó quay trở lại với đối với mình thì mình thấy là SW Motec là một trong những hãng mà sản phẩm của họ làm ra thì họ tính toán khá là kỹ và mình khá là ấn tượng với điều này từ SW Motec. Rồi, thì nãy giờ là khen rồi đúng không ạ? Có 4 ưu điểm. Vậy thì cái vấn đề là điều chưa hài lòng từ sản phẩm này đó là gì? Thì cái đầu tiên, một trong những điểm yếu đầu tiên của sản phẩm này mà đối với cá nhân mình thấy ha, đó là cái túi này khá là nông. Người hình dung nha, rất là nông này. Rồi, tại sao nó lại nông như vậy? Tại vì giống như mình đã chia sẻ ban đầu, một trong những cái lợi điểm của sản phẩm này đó là chiếc ngàm này có thể di chuyển được, tức là khi mình mở bốn cái nóc này ra, mình mở bốn cái nóc này ra ha, thì mình có thể kéo nó xuống để cho nó được phù hợp với cái bình xăng của mỗi loại xe. Tuy nhiên thì điểm yếu đó là tại vì nó phải tạo cái khoảng trống cho cái việc di chuyển này, thì nó khiến tới là khoảng trống đấy nó sẽ bị ép vào phía bên trong này và dẫn tới cái túi này nó bị nông. Vậy thì khi mà bị nông như vậy thì sao? Giả sử như là mình đang có một chiếc Kindle Oasis ha, mình bởi mình để ở trong này thì nó sẽ choáng chỗ khá là nhiều, nó sẽ choáng chỗ khá là nhiều ha. Mọi người sẽ thấy nó khá choáng chỗ khá là nhiều. Thì khi mình bỏ thêm cái pin sạc dự phòng vào này, mình bỏ thêm cái tai nghe vào này, đó, rồi mình bỏ thêm ví dụ như chiếc Leatherman vào thì nó sẽ choáng chỗ và mình sẽ cảm thấy là nó hơi đầy. Mọi người hình dung ha. Rồi, thì đó là tại vì là nó không được bằng, cho nên nó là lý do tại vì sao mình cảm giác nó nông là như vậy. Tuy nhiên thì đối với mình thì mình nghĩ thì nó cũng nói đi thì cũng phải nói lại, tại vì cái túi này khá là nhỏ cho nên là nó đựng được ít đồ ha, nhưng mà chỉ là cái cảm giác nó nông nông là khiến cho mình hơi khó chịu một chút thôi. Nitpicking thì nó sẽ là như vậy. Rồi, vậy thì điểm yếu thứ hai của sản phẩm này nó là gì? Cái túi này là một cái túi từ 3 cho tới 5 lít, nếu như mình mở rộng và nó cực kỳ dễ thương và rất là gọn, và nếu như mình có thể đeo nó vào trước ngực như thế này như là một cái túi sling thì nó rất là thích, đúng không ạ? Tuy nhiên nó là SW Motec không hề sản xuất dây đeo và cũng không có ngàm để đeo dây luôn. Thì đó là một cái điểm trừ ha, có nghĩa là mình phải là luôn luôn xách cái tay xách như thế này. Tuy nhiên nữa là mình phát hiện được một điều, đó là có hai sợi dây màu đỏ này thì có thể là tại vì lý do là SW làm để trang trí hoặc là dùng họ thiết kế để mà mình có thể kéo cái form của cái túi ra, đúng không? Đó, mọi người mình thấy ha, mình kéo ra thì cái form nhìn nó đầy đặn hơn. Thì mình có thể sử dụng cái dây này. Mình thì mình có sử dụng sản phẩm của Big Design, cho nên đó là thực ra thì mình có thể cài vào trong này ha, một sợi, cài vào trong này thêm một sợi của Big Design nữa. Rồi, thì nó là trở thành hai cái ngàm anchor. Và sau đấy thì mình có thể sử dụng cái sợi dây này, sợi dây là Big Design Slide của Big Design, sau đó cột ra. Rồi, thì lúc đó thì mình có thể đeo được mọi người ha. Thì lúc đấy thì mình hoàn toàn có thể đeo được sản phẩm của mình. Và đeo khá là thoải mái. Thực sự là đeo khá là thoải mái, để sau lưng đeo cực kỳ thoải mái luôn. Hoặc là để trước lưng cũng được luôn mọi người ha. Đó, mọi người sẽ thấy ha. Rồi, tuy nhiên đó là
Cái này là chẳng qua là do mình có sử dụng Peak Design nên mình có sẵn thôi. Còn đối với những bạn khác nếu như sử dụng không dùng á, thì thực ra thì cũng hơi khó cho mọi người nếu như mọi người muốn đeo cái túi này. Thì đó là một trong những điểm mà mình chưa thích từ sản phẩm này. Vậy tổng kết lại thì đối với mình, cá nhân mình ha, khi mà mình trải nghiệm sản phẩm này thì mình thấy đây là một chiếc túi được hoàn thiện rất là tốt, rất là đẹp. Toàn bộ chi tiết hoàn thiện, không chê vào điểm nào được, trừ hai điểm yếu mình có nói lúc nãy. Và mình rất là thích, và đặc biệt đó là đối với chiếc xe CB650R của mình á, là một trong những chiếc xe mà rất là khó trong việc sử dụng thân lock, tại vì vấn đề cấn chìa khóa cho mình đã nói, thì đây là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời dành cho mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại vì chiếc túi này nó đang có giá thành đó là 3.080.000. Và đối với chiếc xe CB650R của mình thì phải mua thêm một cái ngàm để gắn lên trên cái bình xăng của mình, và cái ngàm đó trị giá đó là 840.000. Thì chúng ta có thể thấy đó là hơn 3.900.000 cho sản phẩm này, thì nó cũng là một trong những rào cản khá là lớn về giá thành. Tuy nhiên, đối với những bạn nào mà giống như mình đã từng sử dụng qua một số sản phẩm thăng lót của GV, tức là một số sản phẩm thăng lót mà có giá thành từ 2 triệu trở lên đó, thì mình thực sự khuyên các bạn có thể đó là tham khảo qua sản phẩm này để chúng ta có thêm được một cái trải nghiệm mới. Tại vì đối với mình đó là khi mình nâng cấp từ thăng lót của GV chuyển đến đây thì mình rất là hài lòng. Ở trong cái điểm này thì các bạn có thể tham khảo thêm. Vâng, đó chính là những nhận xét đánh giá của mình khi sử dụng sản phẩm, đó là túi bình xăng là Pro Micro của SW Motec với dung tích đó là 3, có thể nâng cấp lên tới 5 lít. Thì các bạn thì sao? Các bạn suy nghĩ gì về sản phẩm này và trải nghiệm của các bạn như thế nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu như các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe cho kênh của mình để có thể xem những review tiếp theo hoặc là những Moto Vlog tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn. À quên, chưa nói thêm, đó là nãy giờ mình không có nói về vấn đề lắp đặt, tại vì đó là khi mà chúng ta mua cái sản phẩm này thì tại cửa hàng thì cửa hàng sẽ lắp đặt hết cho chúng ta. Nhưng mà mọi người lưu ý có một điểm nhỏ mọi người cần phải để ý giúp Phúc nhé. Các bạn kỹ thuật lắp cho mình nên các bạn ấy lắp sai một cái lỗi sai rất là nhỏ nhưng mà dẫn tới một vấn đề cực kỳ khó chịu. Tức là khi mà chúng ta có này, lưu ý này, đó là cái sợi dây của chúng ta cần phải lòn vào mặt dưới, tức là nó phải được thể hiện ra ngoài như thế này, thì khi mình kéo nó mới nhẹ. Bạn lắp dây cho mình, bạn ấy lắp ngược, tức là cái sợi dây để lắp vào bên trong, lắp ngược vào bên trong ha, và cái phần mà giữ sợi dây nó lại nằm bên ngoài, thì khi mình kéo cái thăng lock nó cực kỳ nặng và rất là khó hiểu tại sao nó lại nặng như vậy. Nhưng mà sau đó thì mình đã về mình nhìn kỹ lại thì mình thấy được cái logic, đó là cái sợi dây này cần phải nằm ở phía bên ngoài. Mọi người để ý nha, nhớ kiểm tra kỹ là khi mà các bạn nhân viên lắp đặt cho mình thì các bạn ấy nhớ lắp đặt theo đúng cái hướng này. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.